để giải cái chúng ta thử giải cái đề là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bài thi của mình là khoa học tự nhiên và môn thi và thành phần đó là vật lý. Thời gian là 50 phút và không thể thời gian kép đề. Các bạn xem cái đề thử nha và cùng cô giải thử. Câu số 1. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu động mạch thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua mạch là chính là Y, công suất tiêu thụ và điện năng tiêu thụ là. Câu số 2. Một mạch kính phẳng có diện tích S được đặt trong một từ trường biết vectơ pháp tuyến N của mặt phẳng chứa mạch hợp bởi vectơ cảm ứng từ B một góc alpha từ thông qua diện tích S là phi bằng B nhân S cos alpha, B phi bằng B nhân sin alpha, C phi bằng S nhân cos alpha và D phi bằng B nhân S nhân sin alpha. Câu số 3, mối liên hệ giữa tần số gốc omega và tần số S của dao động điều hòa. Câu số 4, một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, cơ năng của con lắc là A, tổng động năng và thế năng của nó, B, hiệu hiệu động năng và thế năng của nó, C, tích của động năng và thế năng của nó và D, thương của động năng và thế năng của nó. Câu số 5. Biên độ dao động tắt dần. A, không đổi theo thời gian, B, tăng dần theo thời gian, C, giảm dần theo thời gian và D, biến thiên điều hòa theo thời gian. Câu số 6, công thức liên hệ giữa bước sóng lambda, tốc độ v và chu kỳ của một sóng hình sin. A, lambda bằng v nhân t, B, lambda bằng v chia t, C, lambda bằng v nhân t bình và D, lambda bằng v chia t bình. Câu số 7. Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động A cùng biên độ nhưng khác tần số, B cùng tần số nhưng khác phương dao động, C cùng phương cùng biên độ nhưng có hiệu số pha không đổi theo thời gian, thay đổi theo thời gian, C cùng phương, D cùng phương cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 8. Tốc độ truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây? A. Nhôm, B. Oxy, C. Nước biển và D. Khí hydro. Câu 9. Cường độ dòng điện Y bằng 4 cos 120 pt có giá trị cực đại bằng A. 4 căn 2, B. 2, C. 4 và D là 2 căn 2 ampere. Câu số 10. Đặt một hiệu điện thế có tần số gốc omega vào hai đầu cuộn cảm L cảm kháng là. Câu số 11. Trong khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 xuất hiện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ nhưng lệch nhau. Câu số 12. Một máy tăng áp lý tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thư cấp lần lượt là N1 và N2. Kết luận nào sau đây là đúng? Câu 13. Mạch dao động lý tưởng gồm tụ C và cuộn dây thuần cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ dưới chu kỳ T, giá trị của T là A. 2V căn LC, B. 1 trên 2V căn LC, C. 2V LC và D. 1 trên 2V LC. Câu 14. Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng ngắn là sóng ngắn vô tuyến A. 20.000 mét, B. 6.000 mét, C. 500 mét và D. 60 mét. Câu 15. Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa được giải thích là hiện tượng A. Phóng xạ, B. Hiện tượng quang điện trong, C. Quang điện ngoài.
D. Tán sắc ánh sáng. Câu 16. Tia X ở với tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ? A. Tia hồng ngoại. B. Tia beta cộng. C. Tia beta trừ. Và D là tia alpha. Câu 17. Theo thuyết lượng tử ánh sáng được tạo bởi các hạt nào sau đây? A. Proton. B. Neutron. C. Photon. Và E. D là electron. Câu 18. Xét nguyên tử hydro của mẫu nguyên tử bo, biết R0 là bán kính quỹ đạo bo, bán kính quỹ đạo K là A 4R0, B R0, C 9R0 và D 16R0. Câu 19. Số nucleon trong một hạt nhân K 40 và 19 là A 40, B 19, C 59 và D 21. Câu 20. Tia beta trừ là dòng các electron, proton, neutron và positron. Câu 21. Một điện tích Q bằng 5 x 10 mũ trừ 6 được đặt tại một điểm M trong từ điện trường thì chịu tác dụng của lực điện F bằng 4 x 10 mũ trừ 3 newton. Cường độ dòng điện tại M có độ lớn là A. 900 V trên mét. B. 20.000 V trên mét. C. 8.000 V trên mét. Và D. 1.250 V trên mét. Câu số 22. Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 mét dao động điều hòa với G bằng 9,8 mét trên giây. Con lắc dao động với tần số gốc 4,428 rad trên giây. C. 0,7 rad trên giây. Và D. 9,8 rad trên giây. Câu 23. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng là 3 bụng. Biết sóng truyền về trên dây có bước sóng là 60 cm. Chiều dài của sợi dây là A 20 cm, B 90, C 180 và D 120. Câu 24. Đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu cuộn cảm thì dòng điện chạy trong cuộn cảm có cường độ hiệu dụng là 3A. Biết cảm kháng của cuộn cảm là 40 ohm. Giá trị của U bằng A 60 căn 2 V, B 120 V và C 60 V, D 120 căn 2 V. Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều của hai đầu điện trở thì dòng điện qua R có cường độ hiệu dụng là 1A. Biết công suất tỏa nhiệt trên R là 40W. Giá trị R là A 20 ohm, B 10 ohm, C 80 ohm và D 40 ohm. Câu 26. Một sóng điện từ có tần số 15 x 10 mũ 6 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ là 2,25 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là 45 mét, B 6,7 mét, C 7,5 mét và D là 15 mét. Câu 27. Trong thí nghiệm y dân về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màng được quan sát là 0,5 mm. Trên màng, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng trung tâm có giá trị A 2 mm, B 1 mm, C 1,5 mm và D 2,5 mm. Câu 28. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là sóng thuộc miền hồng ngoại? A 290 nanomet, B 600 nanomet, C 950 nanomet, D 550 nanomet. Câu 29. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà photon của nó có năng lượng E và vào silic thì gây ra hiện tượng quang điện trong. Biết năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn, năng lượng kích hoạt là của silic là 1,12 electron volt. Năng lượng có thể nhận giá trị nào sau đây? A 1,23 electron volt,
B 0,7 electronvolt, C 0,23 electronvolt và D 0,34 electronvolt. Câu 30, hạt nhân heli 42 có độ khối delta M là 0,03038 U, lấy một U là 931,5 mega electron trên C bình. Năng lượng liên kết của heli là A 86,6 m, B 22,3 m, C 30,8 m và D 28,3 m. Câu 31. Tác dụng vào hệ dao động cưỡng bức với cưỡng bức tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần số F thay đổi. Ứng dụng với mỗi giá trị của F thì hệ sẽ dao động cưỡng bức với biên độ A. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của A và F, chu kỳ riêng của hệ gần nhất với giá trị nào sau đây? Câu 32. Một người có mắt không bị tật, có khoảng cực cận là 25. Để quan sát một vật nhỏ, người ta sử dụng một kính lúp có độ tụ 20 diop. Số bộ giác của kính lúp khi người này cắm chừng ở vô cực là A 3, B 4, C 5 và D 6. Câu 33. Dao động của một vật bằng là dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kỳ là 0,2 giây với biên độ là 3 cm và 4 cm. Biết hai dao động vuông pha, lấy bi bình bằng 10, gia tốc của một vật có độ lớn là. Câu 34. Một điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ là 10 cm trên giây. Gọi B là hình chiếu của M lên một đường kính của đường tròn quỹ đạo. Tốc độ trung bình của B trong dao động toàn phần là. Câu 35. Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định. Sóng truyền trên dây với tốc độ không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi F nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng. Giá trị nhỏ nhất của F bằng bao nhiêu để trên dây vẫn có sóng dừng? Câu 36. Trong thực hành đo độ từ cảm của một cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp cuộn dây đó với một điện trở thành một đoạn mạch. Đặt điện áp xoay chiều có tần số gốc omega thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trở Z của đoạn mạch. Hình bên là đồ thị biểu diễn Z bình theo omega bình. Đồ từ cảm của cuộn dây là. Câu 37. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng M và dao động nhẹ có độ cứng là 40 newton trên mét, được treo vào một điểm cố định, giữ vật vào vị trí lò xo 10 cm rồi thả nhẹ. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, biết tốc độ cực đại của vật là 70 cm trên giây, lấy G bằng 9,8 m trên giây bình, giá trị của M. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm, có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp, gọi delta 1 và delta 2 là hai đường thẳng mà ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1 và S2 và cách nhau 9 cm. Biết số cực đại giao thoa trên delta 1 và delta 2 tương ứng là số 7 và số 3. Số điểm cực đại giao thoa trên S1 và S2 là. Câu 39. Đặt điện áp U bằng 80 cốt của omega T cộng phi, omega không đổi và phi sẽ nằm từ pi trên 4 cho đến pi trên 2 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự R, L và C. Thay đổi khi C bằng C1 thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là U1 bằng 100 cos omega T. Khi C bằng C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là U2 bằng 100 cos omega T cộng một góc pi trên 2. Giá trị của phi gần với giá trị nào sau đây? Câu 40. Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng một đường dây tỏa điện một pha. Coi điện áp tiêu dùng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện là 1. Cốt công suất phát điện của tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi hoạt động với cả 8 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là 89%.
Khi hoạt động 7 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là A 90,4%, B 77,9%, C 88,7% và D 88,9%. Và cô mời các bạn đến với đường link bài tập. Các bạn hãy làm xong, sau chúng ta tự đánh vào trong đáp án xem chúng ta đúng được bao nhiêu câu. Và sau khi các em làm xong cái đường link bài tập thì các em sẽ thấy rằng là cô có một cái video hướng dẫn giải bài tập cụ thể cái đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2020. Ta có câu 1 chính là B thì bằng U nhân Y hoặc là Y bình phương R hoặc là UI cos phi. Như vậy các em sẽ thấy ở đây chúng ta chỉ chọn là B bằng U nhân Y. Câu số 2 đó chính là từ thông là B nhân S nhân cos alpha. Các bạn học ở lớp 11 các bạn nha. Từ thông sẽ bằng B nhân S nhân cos alpha. Câu số 3. Mối quan hệ giữa omega và F chính là omega bằng 2 pi F. Câu số 4. Cơ năng nó chính là bằng động năng và thế năng, tổng động năng và thế năng. Và câu số 5, dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Câu số 6, chúng ta sẽ có được là người thì vô, quay lưng thì vô tình, vô tội. Vậy là lambda bằng V nhân T. Câu số 7, như vậy thì giao thoa với hai nguồn kết hợp thì nó sẽ là gì? Cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu số 8, tốc độ truyền âm mà lớn nhất là môi trường rắn, rồi tới môi trường lỏng, rồi mới tới môi trường khí. Như vậy thì đáp án của mình là nhôm. Câu 9, cường độ có giá trị cực đại, cô nhìn nhầm là giá trị hiệu dụng các bạn. Vậy giá trị cực đại chính là câu C. Câu số 4, lạnh lắm thì ôm lâu. À, các bạn nhớ cái câu đó cho cô. Ôm lâu, omega L. Câu số 11, thì máy phát điện xe chiều 3 pha thì ba cái dòng xuất điện động hoặc là ba dòng điện đều cùng tần số, cùng biên độ nhưng lệch nhau một góc 2 pi trên 3. Câu số 12, máy tăng áp có nghĩa là N2 sẽ lớn hơn gì? N1. Câu số 13 thì chu kỳ sẽ 2 pi căn LC. Câu 14, cái sóng ngắn này là cái các bạn dò trong cái bảng á, thì các bạn sẽ thấy nó là hàng chục thôi. Đáp án là câu D. Câu 15 thì hiện tượng tán bảy sắc cầu vồng chính là hiện tượng gì? Tán sắc ánh sáng. Câu 16, TX là sóng điện từ. Như vậy nó sẽ nằm trên thang sóng điện từ. Như vậy thì đó phải là tia hồng ngoại nha. Cô nhắc lại đó là tia hồng ngoại. Hoặc là các bạn có thể là cô bị nhầm, đó là tia gamma. Câu 17 của các bạn, thuyết lượng tử ánh sáng thì ánh sáng bởi các gì? Photon. Câu 18 thì nó sẽ là K là 1, N bình phương thì nó là R. Câu 19 tức là nucleon, tức là 40. Câu 20, tia beta trừ chính là dòng electron. Câu 21 các bạn sẽ cùng cô giải ở phía sau. Và câu 22, câu 23, câu 24 các bạn sẽ cùng cô giải ở cái phần phía sau.
đề của ta, đó là cái câu số 21. Câu 21 của các bạn là có một cái điện tích quy sẽ bằng là 5 x 10 mũ trừ 6 coulomb, và lực ép sẽ bằng là 4 x 10 mũ trừ 3 newton. Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức để đi tính cái cường độ điện trường của ta là E sẽ bằng là F chia cho quy. Các bạn sẽ lấy E, F của các bạn là 4 x 10 mũ, 4 x 10 mũ trừ 3. Em chia dùm cho cô là 5 x 10 mũ trừ gì? Trừ 6. Các bạn sẽ có đáp án. Đơn vị là mol trên gì? Trên mét. Ok. Đơn vị của nó là gì? Mol trên mét. Chúng ta tiếp tục qua cái câu số 22. Câu số 22. Câu 22 các bạn là chu kỳ của con lắc đơn và tìm là tần số góc. Như vậy omega sẽ bằng là căn của g trên gì? G trên n. Bạn sẽ có đáp án. Câu số 23. Ta sẽ có g trên l và nó sẽ bằng là 4,4 rad trên gì? Rad trên giây. Câu số 23. Chúng ta sẽ có được là trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng và với ba bụng và hai đầu này là cố định. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng là 60 chiều dài của sợi dây. Như vậy hai đầu cố định các bạn xác dụng công thức là n nhân với lại lambda trên 2. Và trong đó n này các bạn sẽ nói đó chính là số bụng, và số bụng của mình là bằng 3 nhân với gì? Lambda của mình là 60 và chia cho 2, và kết quả là bằng 3 là 180 là 90 ở đây chúng ta chính là 90 gì? cm. Được chưa? Đó là câu gì? 23. Các em cứ ráp công thức thôi là làm được. Câu số 24. 24 của các em rất đơn giản, đó là đặt vào hai đầu cuộn cảm thì dòng điện là 3, chiều dùng là 3A, cảm kháng là 40. Như vậy thì chúng ta sẽ có định luật ôm U ở trên, R ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ có Z gì? Z N. Từ đây chúng ta sẽ có được là U chính là bằng Y nhân với lại gì? Z N. Y nhân Z N, và chúng ta sẽ có đáp án của ta, đó chính là 100 gì? 120 luôn. Giá trị hiệu dụng các bạn nha. Câu số 25 chúng ta là chúng ta sẽ biết được là mạch điện của ta chỉ có một mình điện trở thôi, và công suất tỏa nhiệt của ta là 40. Như vậy chúng ta sẽ dùng công thức là B bằng Y bình nhân gì? R. Và chúng ta sẽ giải ra được là R bằng, ta bấm máy tính cho cô, và nó chính là 40 ohm. Đó là câu số gì? 25. Các em tiếp tục qua câu số 26. Câu 26. Một sóng điện từ có tần số, tốc độ và trong môi trường sống thì sóng điện từ này có bước sóng rất là đơn giản các bạn. Lambda là bằng C chia cho F. Được chưa? Các bạn sẽ tìm ra được đáp án. Câu số 27. Câu 27 của các bạn là người ta nói là khoảng phân là chữ Y thì bằng gì? 0,5 mm. Trên màn khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến phân trung tâm, có nghĩa là từ vân sáng bậc 4 đến phân trung tâm. Như vậy x sáng của ta bây giờ chúng ta sẽ là 4y. Như vậy chúng ta sẽ lấy 4 nhân với y, 4 nhân với 0,5, các em có đáp án là 2 mm, đúng không? 2 mm. Rồi xong. Câu 28. Như vậy trong chân không bức xạ nào dưới đây là bức xạ thuộc hồng ngoại? Hồng ngoại là ánh sáng nhìn thấy. Câu của ta là câu số 28. Ánh sáng mà nhìn thấy là ánh sáng nằm trong khoảng là từ gì? 0,38 micromet, 0,38 micromet cho đến là 0,76 micromet. Như vậy hồng ngoại thì phải lớn hơn 0,76. Như vậy các em sẽ thấy ở trong này đáp án của mình đó chính là bước sóng là câu C. Câu số 29. Câu 29 chúng ta sẽ thấy là gì? Chiếu bức xạ có năng lượng E và gây ra hiện tượng quang điện trong. Như vậy chúng ta sẽ nhớ là hiện tượng là phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn cái điều kiện như vậy. Như vậy thì các em sẽ nhìn trong đây là 1,12. Như vậy phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn, và một câu chỉ có một đáp án đúng thôi. Như vậy cô sẽ cho các bạn đánh đuổi giùm cô ha. Lớn hơn 1,212, các bạn sẽ coi có cái đáp án nào không. Và chỉ có một mình là câu gì thôi?
câu A đúng không? Rồi, câu 30 thì độ khối các bạn chỉ cần lấy gì thôi. Với câu 30 chúng ta làm rất đơn giản là năng lượng liên kết sẽ bằng là delta M nhân với là gì? 7. Như vậy thì các em sẽ có được bằng gì? 0,03038 nhân với là gì? U nhân gì? 7. Mà U 7 của ta chính là 900 gì? 931 phải gì? 7,5 đơn vị chúng ta nhân lại thì chúng ta sẽ ra được đơn vị là mega electron gì? Được. Đó là ở 30 câu đầu của các bạn. Và từ câu 31 cho đến câu 40 các bạn nha, các bạn xem và cùng cô sẽ giải một cách rất là chi tiết và rất là dễ hiểu luôn ha. Rồi các bạn xem xong rồi các bạn cảm thấy mà thắc mắc chỗ nào á, các bạn có thể comment để hỏi cô ha. Và cô sẽ luôn luôn trong muốn là giúp đỡ các bạn để các bạn có một tương lai tươi đẹp hơn. Ta cùng cô giải câu 31. Câu 31 trong đề của chúng ta, câu 31. Chúng ta sẽ có được là cái đồ thị, cô phân tích cái đồ thị cho các bạn xem. Nó rất là dễ, đây là biên độ A và đây là F. Các bạn có một poly, 1 2 3 4 poly, như vậy chúng ta có 1 2 3 và 4 poly. Chúng ta sẽ có được là đây là 1 2 3 và 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 và 5 poly. Các bạn xem nha. Và cái đỉnh nó sẽ nằm ở cái vị trí và số 4 với số 8 ở hai bên đây là 0. Như vậy chúng ta sẽ có số 4 ở đây và số 1 2 4 rồi số 8 ở đây. Đề nó vẽ như vậy. Và cái đỉnh của nó cao nhất, đỉnh của nó sẽ cao nhất đó. Các em sẽ thấy là cái đỉnh của chúng ta nó sẽ nằm ở đây. Như vậy thì các em sẽ thấy là khi đỉnh ở đây thì các em sẽ thấy lúc đó là biên độ lớn nhất. Như vậy biên độ lớn nhất tức là hiện tượng cộng hưởng xảy ra ha. Như vậy thì các em sẽ có được là omega bình phương sẽ bằng là gì? Căn bậc 2 của omega 1 bình nhân với là gì? Omega 2 bình. Được chưa? Hay ở đây các em có hai cái tần số S thì lúc đó F0 của mình sẽ bằng căn bậc 2 của F1 bình nhân với gì? F2 bình. Và nó bằng là số 6H nhé. Như vậy thì ngay cái đỉnh của parabol sẽ là số gì đây? Số 6. Ở đây là 2 nè, ở đây là 4 nè. Cái đỉnh của nó sẽ là số gì? Số 6. Đấy à, các bạn cứ áp dụng công thức là số 6. Như vậy bây giờ F bằng 6 thì chu kỳ của mình là 1 trên F. Là 1 trên gì thôi? 1 trên 6 đơn vị là nhân. Các em tiếp tục qua câu số 32. Em cứ nhìn đây là biên độ mà khi tần số mà bằng tần số riêng của hệ thì nó sẽ có hiện tượng gì? Cộng hưởng xảy ra. Và tiếp tục qua câu số 32. Đó là gì? Một người có mắt không có tật, điểm cực cộng là OCC của chúng ta là bằng 25 cm. Để quan sát vật nhỏ, người ta sử dụng một kính lúp có độ tụ là D bằng 20 độ 20 dB. Như vậy các em sẽ tính được F bằng là 1 trên 20 đơn vị là mét. Được chưa? Số bộ giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực, các em sẽ có được L ở vô cực sẽ bằng là gì thôi? D trên gì thôi? D trên F. Đó, em chỉ cần dùng công thức D trên F là các bạn sẽ giải được. Được chưa nào? D của bạn là 25
trên F của các bạn là các bạn sẽ giải ra được ha. D mình là 25 trên F là 1 trên 20, nhưng 1 trên 20 m thì các em đổi ra cm là nhân với một gì, 100, các em sẽ có được cái độ bồ giác khi ngắm chừng ở điểm cực gì, điểm cực cận ha các em. À, ở vô cực, đúng rồi, ngắm chừng ở vô cực, chính xác. Rồi, bây giờ các em tiếp tục qua câu số 33. Rất là đơn giản các bạn nha, câu số 33. Bây giờ chúng ta có hai cái dao động tổng hợp cùng vuông cùng tần số và biết rằng là dao động là vuông pha. Như vậy thì tìm gia tốc, như vậy bắt đầu đi từ công thức gia tốc là trừ omega bình gì? Bình x. Gia tốc sẽ bằng trừ omega bình x, hay là gia tốc cực đại bây giờ nó sẽ bằng là trừ omega bình gì? Bình a. Và trong trường hợp là a1 và a2 vuông góc với nhau nên các bạn sẽ có được a bằng căn bậc 2 của gì? A1 bình cộng gì? A2 bình. Yeah. Như vậy chúng ta có a1 bình cộng a2 bình và đáp án gì? 5. Chúng ta thay vào đây là chúng ta sẽ giải được là đáp án ha. Chúng ta tiếp tục qua câu số 34. Các bạn cùng vô ha, các em bắt công thức vào đây để chúng ta giải được vuông pha thì là a1 cộng gì? A2. Chúng ta cùng cô tiếp tục qua câu 34. Câu 34 là một điểm nằm trên đường tròn với tốc độ, thì bạn sẽ hiểu được tốc độ của nó chính là v max là bằng a nhân gì? Omega. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gọi b là hình chiếu trên quỹ đạo này, tốc độ trung bình của b trong một dao động toàn phần. Như vậy các bạn phải hiểu cái từ dao động toàn phần là gì? Toàn phần là cái gì? Một chu kỳ dao động. Như vậy cái bài này có thể hỏi là gì? Tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Như vậy tốc độ trung bình là các bạn bằng cái gì? Tốc độ trung bình là bằng quãng đường chia cho thời gian. Nhưng mà quãng đường ở đây là trong một chu kỳ là một t. Như vậy thì quãng đường của ta, một t của chúng ta sẽ quay được, quãng đường đi được 4a và chia cho cái t này sẽ là 2pi chia cho omega. Vậy các em đảo ngược lên trên thì các em sẽ có được vận tốc trung bình bằng 4a nhân với omega chia cho 2pi. Vậy các em sẽ có được là 2 v max. 2 nhân với v max là bằng 10 chia cho gì? A nhân omega là v max chia cho gì? Pi. Các em sẽ có đáp án của vận tốc trung bình đó là mét trên gì? À xin lỗi các bạn, ở đây là chúng ta đang dùng là 20 10 như vậy đơn vị là cm. Được chưa? Chúng ta tiếp tục qua câu số 35. Một sợi dây căng ngang hai đầu cố định, sóng dừng trên dây có vận tốc, có tốc độ không đổi và F thay đổi được. Khi F nhận giá trị là 1760 thì trên sợi dây có 4 bụng. Vậy giá trị gần nhỏ hơn nhất của F là bao nhiêu? Như vậy trong trường hợp là chiều dài sợi dây không đổi là nó bằng L nhân lambda chia cho 2. Như vậy cô biến đổi là bằng V bình chia cho 2F. À V chia F. Đúng không? Và bây giờ trong trường hợp này là tần số của các bạn là chính là 1760 tương ứng với L bằng 41. Vậy cô có được là 4 nhân với V chia cho A chia cho 2 nhân với lại 1760. Và bây giờ chiều dài là không đổi, bây giờ cô không biết là N bằng bao nhiêu cả, nhưng cô vẫn bằng lambda phải chia gì? Chia 2. Và trong đó là tốc độ của nó không đổi cho nên là các em vẫn là 2F7. Được chưa? Và các em có nhìn thấy là L không đổi. Như vậy các bạn cho hai cái vế này bằng nhau, các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra. Các em cho hai cái này bằng nhau bình cô thì các em sẽ có 4B chia cho 2 nhân 1760 và bằng là N nhân V chia cho 2F7. Các em sẽ có V với V rút gọn. Như vậy các em sẽ nhìn thấy một phương trình của các bạn gồm có hai ẩn. Mà phương trình hai ẩn của ta thì chúng ta sẽ giải bằng mod 7, dùng cái bảng table để các bạn chọn ra cái giá trị F gì nhỏ nhất. Như vậy các em sẽ rút F ra đi, F phẩy của cô ra ha. Vậy F phẩy là bằng gì? F phẩy của cô sẽ bằng là 2 nhân với lại gì? 1760 nhân N và chia cho này nhân cái này, chia cho 2 là thành chia gì? Chia 8. Các em dùng cho cô chế độ gì? Mod 7. Ta nhập
vào đây thì chúng ta thấy cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là 400 gì? 40 F. Các bạn dùng cho cô là móc 7 nha. Start của bạn là 1, end của bạn là 20, start của các bạn là bằng 1. Đấy, như vậy các em có ba cái này xong chúng ta sẽ giải ra để chúng ta tìm cái giá trị gì? F gì? Nhỏ nhất. Được chưa? F nhỏ nhất của chúng ta chính là bằng 400 gì? 40. Đó là đáp án của cô. Chúng ta tiếp tục qua câu số 6. Câu 36 trong đề. Câu 36. Câu 36 là chúng ta sẽ thấy rằng là đi tìm cái độ tự cảm là L, và đoạn mạch của chúng ta chỉ cần cuộn dây mắc nối tiếp với điện trở. Đầu tiên với bài điện xe chiều, các bạn phải phân tích cuộn dây mắc với một cái điện trở. Đây là L và R. Vậy tổng trở của đoạn mạch là bằng cái gì? Bằng căn bậc 2 của R bình cộng cho ZL bình. Như vậy thì cô đưa ra cái giá trị của các bạn là Z bình phương sẽ bằng là R bình cộng với lại omega bình nhân L bình. Bởi vì lạnh lắm thì làm gì? Thì ôm lâu. Đúng chưa? Bây giờ ta nhìn vào cái đồ thị thì chúng ta sẽ thấy có một cái giá trị là Z bình phương. Z bình phương của ta là bằng 16. Thì cái giá trị omega bình của các em là 300. À, các bạn có một cái điều đó là omega bình của bạn là 300 rad bình trên gì? Dây bình. Bây giờ ta sẽ đi tìm cái hệ số gì? Tự cảm, đúng không? Các bạn thử làm cùng cô đi. Các em còn có một cái nghiệm là 32. Z bình của các bạn sẽ bằng là 32. Trong trường hợp đó các bạn sẽ có được 1 poly là 100. Như vậy thì 700. Ngay chỗ 700 thì tương ứng với 32. Vì omega bình của mình là 700 đó. Như vậy thì bây giờ ta chỉ cần là lập cái hệ thôi bạn. Cái hệ này thôi là giải thôi. Đúng không? Ở đây là 16 đúng không? Thì bằng R bình phương cộng với là gì? Omega bình của bạn là gì? Là 300 nhân với L gì? Bình. Hệ số 2 của bạn là 32 sẽ bằng R bình phương cộng cho 700 L bình. Các em phải có phương trình hai ẩn, như vậy chúng ta sẽ giải ra được, tìm được là gì? R và gì? L. Được chưa nào? Ta tiếp tục qua câu số 37. Câu 37. Cô muốn các bạn cùng giải giùm cô nha. Cô chỉ làm như thế thôi, các bạn tự có máy tính giải giùm cô nha. Rất đơn giản như vậy thôi. Câu số 37. Một con lắc lò xo có khối lượng M và lò xo nhẹ có độ cứng là 40 N, treo vào một vật và giữ ở vật ở vị trí lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ. Biết vận tốc cực đại về mắt của chúng ta sẽ bằng gì? 70 cm trên gì? Trên dây. Và chúng ta sẽ kéo một cái đoạn giữ lò xo, xong rồi buông nhẹ ra, và lúc đó lò xo sẽ giãn, tất cả là giãn hết gì? 7 cm. Giãn 10 cm, giữ rồi thả nhẹ. Thả nhẹ tức là vận tốc của nó sẽ bằng gì? Bằng 0. Như vậy thì lò xo đang ở trạng thái gì? Giãn. Như vậy thì chúng ta không phải từ vị trí cân bằng mà kéo xuống và thả nhẹ, mà giữ ở một vị trí bất kỳ. Và lúc đó các bạn sẽ thấy là từ đoạn này đến đoạn này các em sẽ có được là delta L cộng cho A và bằng 10 cm. Đó, cái này là cái quan trọng nhất nha. Nhưng mà nếu các em thấy từ vị trí cân bằng mà kéo xuống và thả nhẹ thì nó chỉ có một mình A thôi nha. Nhưng ở đây là người ta nói xét một vị trí bất kỳ và lò xo giãn ra 10 cm, thì các em phải hiểu rằng là delta L cộng A và bằng 10 cm. Được chưa? Bây giờ chúng ta có V mắc. Như vậy chúng ta có dữ liệu là V mắc sẽ bằng gì? A nhân với lại gì? Omega. Đó chính là V mắc, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta phải
chia cho g, đúng không? Như vậy bây giờ vấn đề là các em sẽ phải có là gì? Delta L. Như vậy vấn đề mình bây giờ giải delta gì? L. Và V max của ta đã có rồi các em, đúng không? Vậy chúng ta sẽ thay cái delta L thì bằng là 10 trừ đi A. Như vậy thì thay A đi, thay A đi. Như vậy chúng ta sẽ có được A sẽ bằng là 10 trừ đi delta L. 10 trừ đi delta L, G thì bằng 10 rồi. Như vậy các em chỉ còn mỗi cái delta L. Như vậy các em sẽ giải ra tìm được gì? Delta L. Vậy sau khi có delta L, các em thay vào công thức này chúng ta sẽ tìm được M. Và nhớ mỗi đơn vị anh này là gì? Kg. Như vậy bài toán ở câu 37 của các bạn cũng rất là đơn giản ha. Chúng ta tiếp tục qua câu số 38. Ta sẽ cùng cô giải câu 38. Chúng ta sẽ cùng cô giải câu 38. Câu 38 ở mặt chất lỏng tại hai điểm F1 và F2 cách nhau 28 cm, có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng của hai sóng kết hợp. Hai nguồn dao động cùng pha là điều đó các em hiểu gì? Các em phải hiểu là đường trung trực của mình là đường cực đại, hiểu vậy đi, được chưa? Bây giờ là các bạn sẽ thấy là có hai cái đường delta 1 và delta 2 tương ứng với cái delta 1 và delta 2 này, các bạn sẽ bằng 9 cm. Và biết số điểm cực đại giao thoa trên delta 1 và delta 2 tương ứng với lại 7 và 3, tức là trên delta 1 này các bạn sẽ có được là 7 cực đại. Trên delta 2 của bạn sẽ có được 3 cực đại. Bây giờ chúng ta hãy tìm số điểm cực đại trên đoạn F1 và F2. Như vậy số điểm cực đại, cực đại trên F1 và F2, các em chỉ cần là trừ F1, F2 chia lambda thì nhỏ hơn hoặc bằng K, nhỏ hơn hoặc bằng F1, F2 trên gì? Lambda. Như vậy F1 và F2 của bạn chính là 28. Như vậy thì các em chỉ cần tìm cho vô giá trị gì? Lambda. Đó là vấn đề của chúng ta, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Giữa F1 và F2 sẽ bằng là 28. Như vậy F1 và F2 là bằng 28. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để lập luận để tìm được lambda là ok. Bài này chỉ tìm đi lambda thôi các em, không có gì mà phức tạp hết. Ta tìm mỗi cái lambda là được. Bây giờ ta sẽ đi tìm lambda bằng cách nào? Đầu tiên là các bạn sẽ dựa vào là đường delta hàm 1, delta 2 của bạn là ba cái cực đại là trên cái đường delta 1 và delta 2 vuông góc, nhưng mà lại có ba cực đại. Các bạn hiểu nè, delta 1, delta này là delta 2. Trên cái delta 2 này phải thể hiện được ba điểm cực đại. Như vậy các em có hiểu nè, đây nè, mấy điểm rồi? Đây mấy điểm? Đây một điểm cực đại, đây một điểm cực đại, như vậy đã có hai điểm cực đại. Như vậy muốn trên đường delta này nè vuông góc với F1, F2 chúng ta sẽ có ba điểm. Như vậy thì phải có một cái đường là tiếp xúc ở đây. Đó, như vậy thì em sẽ thấy là có, vậy trên cái đường delta 2 của em là có 3, đúng không? Bây giờ trên cái đường delta 1 phải có 7 cực đại, mà đường delta 1 của bạn là phải vuông góc, đề nó nói như vậy, đúng không? Bây giờ 7 cực đại, như vậy các em sẽ thấy rằng là gì? Hai cái này này, chúng ta sẽ thấy là cắt là mấy cực đại rồi. Đường này là cắt đường này là 2 cực đại. Đường này cắt đường này nữa là 4 cực đại. 4 cực đại rồi, một đường ở đây nữa để cho nó ra số gì? Số lẻ là 5 cực đại. Như vậy phải thể hiện được trên cái đường delta này là delta 1 của ta. Phải thể hiện được 7 cực đại. Ở đây cô đếm được 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Như vậy 7 tức là các em còn một đường ở đây nữa.
một đường ngược lại nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là 1, 2, 3. À, đường ngược lại có vẻ như thế này mới đúng. Ở đây này. Thấy chưa? Rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6 và 7. Thể hiện như vậy. Được chưa? Và khoảng cách từ đây đến đây là 9cm. Như vậy các em hãy đếm cho cô là có bao nhiêu lambda trên 2. Chúng ta sẽ có là từ đây đến đây nha. Như vậy chúng ta có được là gì? 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2, đúng không? Có 2 lambda trên 2, 2. Chúng ta sẽ đếm thử coi nha. Ở đây là đến 7 rồi nè. Đến đây là 7 rồi nè. 7 ngược lại nè, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có đường này là đường số 1 nè. Đường này là đường số 2 nè. Đường số 3 nè. Và đường số 3, đúng không? Như vậy có 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2. Đâu? À, chúng ta chỉ có 2 lambda trên 2 thôi. Ở từ đây đến đây nè, 1 lambda trên 2 và 2 lambda trên 2. 2 lambda trên 2 thì bằng 9. Vậy suy ra lambda chỉ bằng gì thôi? 9cm thôi. Vậy lambda chỉ bằng 9cm. Như vậy các em sẽ thấy một vấn đề là gì? Nếu bên đây là chỉ có 9 thì ở bên đây chúng ta sẽ có tiếp là gì? Từ đây đến F1 của chúng ta. Đây là 1 lambda nữa các em ạ. Đây là 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2. Như vậy 1 lambda nữa, 1 lambda ở đây là 9 nữa. Thì tổng cộng là từ đây đến đây là phải 10 gì rồi? 18. Nhưng mà nó chỉ thể hiện là được gì thôi? 28 có nghĩa là một bên là 14 thôi. Như vậy các em phải bỏ đi là 18 khỏi, bỏ đi 4. Bỏ đi 4 có nghĩa là bạn sẽ bỏ đi 1 lambda trên 2. Như vậy bạn sẽ bỏ được cái đường này. Đây là 1 lambda trên 2. Vậy ta sẽ bỏ đường này. Được chưa? Như vậy thì ta thấy rằng là cái trường hợp là delta 1 ở đây là không phải rồi. Như vậy delta 1 nó phải nằm mé bên này. Mà trên cái đường delta 1 này nó phải thể hiện được 7 ngược lại. Đây là delta 1. Như vậy ở đây các em phải thể hiện được đây 1, đúng không? Đây 2, đây là 3 rồi đó, đây 5. Và phải thể hiện được là gì? 7 cực đại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 cực đại. Như vậy các em sẽ đến nè. Từ đây, bắt đầu từ đây đến đây là bằng gì? 9cm. Chúng ta đếm nhìn cô. 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda trên 2 và nó bằng 9. Vậy suy ra lambda của bạn bằng mấy? 6 là còn 3, như vậy lambda bằng 3. Như vậy có lambda rồi, các bạn thay vô đây hoàn toàn các bạn sẽ tìm được giá trị của gì? Của k. Được chưa? Nhớ vào tay tự làm cho cô nha. Ở đây chính là câu gì? 38. Các bạn xem đi, không hiểu chỗ nào các bạn comment lại phía dưới để cô sẽ giải đáp cho các bạn tiếp theo. Cái phần này khó nhất là bạn phân tích ở đây. Như vậy thì theo kinh nghiệm của cô, nghĩ rằng là các bạn sẽ dừng video lại chỗ này để các bạn xem cái hình vẽ của cô nha. Bạn đọc đề cho kỹ là trên cái đường delta 1 này phải thể hiện gì? 7 cực đại. Trên cái đường delta 2 của các em á, à đường delta 1, delta 2 của em ở đây này thì nó phải thể hiện 3 cực đại, có nghĩa là đây 1 rồi, đây 2 và gì? Đây 3. Và cái đường người ta gọi đó là đường thẳng gì? Vuông góc với S1 và gì? S2. Cho nên là chúng ta sẽ lập luận là nếu ở đây là bằng 9 thì bên đây cũng 9 là thành 18. 18 như vậy nó chỉ tới S1 và S2 nó chỉ tới là 14 thôi. Bởi vì 28 chia 2 là 14. Như vậy 14 thì nó có phải mất đi 1 lambda trên 2 không? Như vậy mất đi 1 lambda trên 2 rồi. Như vậy ở đây 1 nè, 2 nè, mất đi 1 lambda trên 2. Như vậy thì đường delta 1 này sẽ không tồn tại mấy bên này. Được chưa? Như vậy nó phải tồn tại bên này. Được chưa? À, nó tồn tại bên đây thì nó mới thể hiện được là thành 14 thôi, đúng không? Như vậy thì ta sẽ tính cho cô và tìm ra được bước sóng là bằng 3. Được chưa? Ta tiếp tục nha các bạn. Chúng ta phải tự làm thì chúng ta mới nhớ bài được. Chúng ta không hiểu thì chúng ta phải quay video lại, nhìn dừng video lại để chúng ta xem. Chúng ta tiếp tục qua câu số cuối cùng của câu của bạn là câu 40. Câu 40 này rất đơn giản.
và cô sẽ cung cấp cho bạn một công thức mà chúng ta sẽ thấy cực kỳ dễ, bấm máy tính là nó ra ngay. Đó chính là câu số 340 của các em. 40 của các bạn là gì? Chúng ta chỉ có một công thức là gì? 1 trừ đi h sẽ bằng p nhân r chia cho u bình phương. Đó là công suất hao phí đó các bạn. Hao phí sẽ bằng này. Vậy từ nay các em sẽ đưa ra một cái tỷ lệ của mình là gì? Tỷ lệ của mình là gì? Là h sẽ tỷ lệ thuận với lại b. Đúng không? Chúng ta sẽ nghĩ ra được là gì? H sẽ tỷ lệ thuận với lại gì? 1 trừ h tỷ lệ thuận chứ ha. 1 trừ đi h sẽ tỷ lệ thuận với b. Như vậy thì đến đây các em sẽ hoàn toàn là 1 trừ h. Vậy thì cô biết được 1 trừ h1 trên cho 1 trừ cho h2 sẽ tỷ lệ đó là b1 trên gì? B2. Hết. Xong rồi đó, bây giờ cô chỉ thay số vô thôi các em. Rất là đơn giản là bằng 7 phần 8. Ở đây các bạn có h1 của bạn là đã gì? 89 phần gì rồi? Phần trăm. Tức là 0,89. Hoặc em để vào đây 89 cũng được, bởi vì đáp án là phần trăm mà. Như vậy các em sẽ để đây là 89. Vậy các em bấm máy tính cho cô giải ra được gì? H2. Bài toán rất là gì? Đơn giản. Được chưa? Như vậy thì cô nghĩ rằng là gì? Các em hoàn toàn chinh phục được vật lý. Bởi vì năm nay các bạn sẽ nghĩ rằng là cái điểm 8 và điểm 9 rất là nhiều, đúng không nào? Và chúng ta sẽ thấy là gì đây? 30 câu đầu của các bạn là những cái câu thay số bấm máy thôi. Như vậy thì cô mong rằng là các bạn hãy cố gắng một xíu, chúng ta sẽ cùng cô học và cùng cô giải đề. Và tiếp theo sau đó, sau cái đề hôm nay thì cô sẽ tiếp tục giải lại cho các bạn cái đề số 1 của đề tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Và cô nghĩ rằng là gì? Sau một thời gian nghỉ dịch cứng thì cô nghĩ rằng các bạn sẽ có rất nhiều năng lượng và sẽ rất mạnh mẽ và rất là gì? Đam mê cái việc sự nghiệp và tương lai của ta. Ok, thân ái chào tạm biệt các bạn. Câu số 39 đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đặt điện áp U bằng 80 cos omega t cộng phi với omega không đổi và phi sẽ nằm từ góc pi trên 4 cho đến pi trên 2. Và đoạn mạch được mắc nối tiếp theo thứ tự gồm có điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện C thay đổi. Khi C bằng C1 thì điện áp giữa hai đầu của tụ là 100 cos omega t. Đơn vị là volt. Khi C bằng C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là U2 sẽ bằng 100 cos omega t cộng một góc B trên 2. Đơn vị là volt. Giá trị của V của phi gần với giá trị nào sau đây? A 1,3 rad, B 1,4 rad, C 1,1 rad và D 0,9 rad. Và bài tập này là một câu rất là khó trong cái đề thi của các bạn. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp cực kỳ dễ. Đó chính là cái phương pháp mà cô cũng thường hay giới thiệu trong các video của cô. Đó chính là bấm máy tính dùng số phức để giải. Khi các em dùng số phức để các em giải thì các em sẽ không cần thiết phải suy nghĩ vẽ bản đồ vector. Các bạn chỉ dùng máy tính để giải thôi. Và bạn hiểu được cái giá trị số phức trong cái biểu thức hàm cos hoặc hàm sin của các bạn trong máy tính là như thế nào, và số phức ở đâu và cái gì là phần số thực, thì các bạn sẽ giải quyết bài tập này mà không cần phải rắc rối, không cần phải suy nghĩ. Và khi nào thì các bạn sẽ dùng số phức được? Đó là các bạn thấy những cái giá trị tức thời, tức là biểu thức đó các em. Biểu thức U, biểu thức Y, biểu thức X, biểu thức V, biểu thức gia tốc. Đó là tất cả các biểu thức đó đều đưa về với dạng gì? Số phức được. Như vậy thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn một xíu cái kiến thức. Đó chính là cái số phức của chúng ta.
Đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nếu biểu thức x bằng a cos omega t cộng phi, thì trong số phức các bạn phải hiểu rằng đó là a và cái góc phi, giá trị của anh này và giá trị của anh phi. Và trong cái biểu thức mà các cái phần tử thì các bạn sẽ biết rằng là gì? Nếu như cái phần tử thì các bạn sẽ có được cái z này nè, viết dưới dạng số phức là r là số thực cộng với lại số ảo. Hai cái phần tử mà mang số ảo đó chính là zl trừ z gì? Zc. Đó, đây chính là cái phần số phức của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cái giá trị tổng trở này. Chúng ta sẽ phân tích cái đề ha các bạn. Cái câu 39 này của chúng ta nè, chúng ta phân tích nè. Bây giờ chúng ta có là khi C mà bằng C1 thì chúng ta lại có được là UC1 thì bằng là 100 cos của omega. Và lúc C bằng C2 thì lúc đó là URL của các bạn sẽ bằng 100 cos của omega t cộng một góc b trên 2. Và u toàn mạch của bạn là bằng 80 cos của omega t cộng một góc phi. Và bây giờ vấn đề của các bạn là các bạn đi tìm góc phi này. Thì các bạn hãy lưu ý cho cô một cái điểm, đó là gì? Phi thì bằng là gì? Phi u trừ phi y. Vấn đề của các bạn là các bạn tìm ra phi u. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Muốn tìm cái góc phi này nè, thì chúng ta sẽ dùng cho cô là tan phi. Như vậy trong hai trường hợp tan phi, chúng ta sẽ có được là ZL trừ do ZC1 chia cho R. Hoặc là tan của phi 2 thì bằng ZL trừ cho ZC2 chia cho R. Như vậy vấn đề bài toán của chúng ta là chúng ta đi tìm ZL, chúng ta đi tìm ZC1 và chúng ta đi tìm R chẳng hạn. Hoặc tìm ZC gì? ZC2. Nhưng bây giờ để dễ hơn á, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta toàn bộ là có các cái giá trị làm tức thời thôi. Như vậy thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp là dùng số phức mà không phải suy nghĩ gì. Chúng ta chỉ cần là ráp công thức và chúng ta làm. Bởi vì bài này mà các em giải dạng đồ vector thì các em sẽ thấy rất dài. Như vậy cái phương pháp này là dễ nhất các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ lập cái giá trị của U này. Được chưa? Nhưng mà trước mắt cô phân tích các bạn nè. Khi C mà bằng C1 thì lúc đó là cái pha nó bằng 0. Điều đó các bạn có hiểu là UC là nó nằm ở đây không? Đây là UC không? Đúng không? Như vậy thì Y của các bạn có phải lúc này là nó ở đây không? Vậy trong trường hợp này có phải là cái góc Y này của các bạn là cái pha nó phải là B trên 2 không? Như vậy cô hiểu rằng là nếu trong trường hợp này thì phi Y của cô sẽ bằng 1, bằng B trên 2. Ok. Bây giờ chúng ta chỉ còn là gì thôi? Tìm cho cô được cái phi, tìm chúng ta được cái góc phi này. Chúng ta đã có phi y, chúng ta sẽ tìm được phi gì? Phi u. Như vậy muốn tìm được góc phi này, chúng ta sẽ đi tìm các đại lượng này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt là x y đây cho nó dễ làm các bạn nha. Đặt x zc1 là bằng x, zc2 là bằng y và zl là bằng z. Bây giờ chúng ta sẽ dùng số phức, các bạn xem cô làm này nha. Bây giờ cô sẽ có được cái giá trị, đó là khi mà C bằng C1 thì cô được có cái đó là UC. Như vậy cô lập tỉ số UC1 trên U0, U thôi, U, đúng không? U toàn mạch. Như vậy thì UC1 chính là bằng 100 và U là 80 nha. Nhưng mà U trên UC thì các bạn sẽ biết rằng là gì? Chính là bằng Y nhân ZC, đúng không? Và Y với Y là giống nhau, cho nên là mình gì? Mình rút gọn. Như vậy chúng ta chỉ còn lại là chính là căn bậc 2 của gì? ZC thì chúng ta sẽ có được là X bình, đúng không? Trên cho căn bậc 2 của U toàn mạch có phải là 1 cộng cho Z, L là Z trừ cho X tất cả gì? Bình. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ đơn giản thôi là chúng ta bình phương cái U này lên thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ ra được một cái phương trình đầu tiên
mà chúng ta cần làm. Như vậy bình phương của 100 trên 80 thì các em sẽ có được là 25 phần 16. Và nó bằng là x bình trên cho 1 cộng với là gì? Z trừ x. Và cô thấy cái phương pháp số phức này là nó dễ nhất các bạn. Các em cứ tập làm đi. Mai này có những cái công thức này, có những cái biểu thức của U này, chúng ta không cần phải giải bằng cách là chúng ta giảng cái vẽ cái giảng đồ vector, các em thấy nó khó lắm. Như vậy đây là phương trình số 1. Chúng ta có phương trình số 1 mà có một ẩn, hai ẩn như vậy, chúng ta không giải được, chúng ta đi tiếp tục tìm cái phương trình khác. Như vậy chúng ta có nè. U1 số phức nha các bạn, trên cho U2 số phức. Thì cô nhắc lại cái kiến thức số phức cho các bạn một xíu, đó là cái Z mà viết theo số phức này nè, thì các bạn sẽ có được nó chính là R là số thực cộng cho ZL trừ gì? ZC. Như vậy ZL với ZC nó sẽ có phần số ảo. Và các cái video trước cô cũng đã hướng dẫn các bạn học sinh của cô làm cái y này rất là nhiều, đúng không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Hai cái này là U của này thì các bạn sẽ có đây chính là UC1. Như vậy thì UC1 nó sẽ bằng là ZC, ZC chia cho cái 1 đó thì các bạn sẽ có UC1. Thì ZC bây giờ nó sẽ bằng là cái UC này thì nó sẽ bằng là cái UC1 của các bạn nó sẽ bằng là ZC nè. ZC bây giờ chúng ta trừ x nè, chia cho cái tổng trở của mình có phải là 1 cộng cho 1 là R nè, R cộng cho số ảo nè. ZC tức là x nè, ZL, ZL ta Z nè, trừ cho x nè, đúng không? Đó là một cái biểu thức đầu tiên. Bây giờ chia cho U2 là mình nhân nghịch đảo. Nhưng mà U2 của mình là RL, như vậy mình đảo ngược là 1 cộng là R là 1 cộng cho y nhân với lại Z, và Z này chính là ZL. Được chưa? Mình đảo ngược lại thì vậy thì nó sẽ nằm là cái Z này là vậy thì nó nằm ở phía dưới chứ ha. 1 cộng cho y nhân Z là nó nằm ở phía dưới. Như vậy cái ở trên nó sẽ là Z2 đúng không? Cộng cho y nhân Z trừ cho y, đúng không? Đây là U2 mà. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là U2 này là URL, như vậy thì nó sẽ là 1 cộng cho y nhân Z đúng không? ZL tức là R, các em hiểu đây là R cộng cho ZL ha. Tại vì đây là cái phần tử của chúng ta là U2 là gồm có hai phần tử là RL, RL. Còn U thì các bạn cũng biết rồi, thì tổng trở của nó chính là tất cả các phần tử thôi. ZL trừ Z gì? ZC, đó chính là tổng trở. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình này thôi. Thì cô biến đổi ra chỗ này cho các bạn nha. Và bây giờ cô lấy cái biểu thức này, cô chia biểu thức này. Các em quan sát cô chia bằng cái máy tính của chúng ta. Đó chính là chúng ta sẽ dùng đó là mod 2. Và máy tính của các bạn là chế độ là CMBLX, đúng rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ bấm vào là U của chúng ta là 100 và pha tầng 0 thì khỏi bấm, chia cho cái U2 của các bạn là 100 và pha ban đầu là shift, là shift B trên 2, và nó sẽ, chúng ta không có lấy biểu thức cho nên chúng ta chỉ cần bấm bằng. Và các bạn sẽ thấy nó là bằng trừ 1 trừ y. Như vậy bây giờ cô sẽ viết vào đây là trừ y. Đó. Xong bây giờ các em thấy trừ y với trừ y đây là nó hết rồi. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ còn là biến đổi cái phương trình này thôi. Và chúng ta đi giải cái phương trình này thì chúng ta sẽ tìm được các cái nghiệm của nó. Các bạn sẽ nhìn cô biến đổi tương đương. Ở trên chúng ta sẽ có tương đương. Đó là chúng ta sẽ có x cộng cho y nhân với z trừ y nhân với x thì bằng cái gì bên này? Đây chúng ta nhân cái này lên. À, và nó sẽ bằng với là gì đây? 1 cộng cho y z trừ x cộng cho y nhân z trừ cho z nhân với lại z trừ x. À, bây giờ cô thấy có một cái điều mà cô cần phải lưu ý với các bạn. Đó là chính là y bình thì bằng 1 trừ 1. À, cái quan trọng nhất của cái số phức của chúng ta là ở đây. 1, thấy chưa? Bây giờ cô sẽ nhìn thấy số thực thì cô sẽ cho nó bằng số thực.
Như vậy số thực của các bạn là số 1 nè, với lại cái z này nè. Đúng không? Còn số ảo của các bạn có phải là cái phần này thì bằng hai cái phần này không? Đúng không? Bây giờ cô sẽ có tương đương là x thay bằng là 1 trừ cho z nhân với lại z trừ gì? Trừ x, đúng không? Rồi một phương trình nữa là gì? Z trừ y nhân với x thì bằng gì? Bằng 2z trừ x. Và một cái phương trình mà nãy giờ chúng ta có nữa đó là gì? Đó là 16x bình sẽ bằng là gì? 25 nhân z trừ gì? Trừ x tất cả gì? Bình. Đúng không? Bây giờ chúng ta có ba cái phương trình này rồi. Chúng ta sẽ giải cái ba phương trình này thôi. Rất là đơn giản thôi các em nha. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái phương trình này các em xem nè. Cực kỳ đơn giản luôn. Chỗ này cô có là cái gì đây? X trừ 1. X trừ đi. X thì bằng 1 trừ đi z bình phương cộng cho z nhân x. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế qua đây là x trừ đi z nhân x thì bằng 1 trừ cho z bình. Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ đặt x ra ngoài. Như vậy còn 1 trừ cho z thì bằng 1 trừ cho z bình. Đây chính là hằng đẳng thức các em ha. Như vậy thì đó chính là 1 trừ z nhân với 1 cộng z. Như vậy suy ra x của các bạn sẽ bằng 1 cộng cho z. Như vậy chúng ta sẽ có được là x bằng 1 cộng cộng z. Được chưa? X bằng 1 cộng z chúng ta sẽ thay vào cái phương trình ở đây là 16x này. Chúng ta sẽ biến đổi ra cho cô và nó sẽ bằng, thay vào các bạn, 16 nhân với lại x bình là 1 cộng cho z tất cả bình cộng cho 25 nhân với lại z bình trừ cho 2 nhân x nhân z cộng cho x bình phương, đúng không? Và bằng 0, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có được là tương đương với gì đây? Các em thay cái x vào thì các em sẽ giải ra được là cái phương trình z của các bạn là còn lại là 16z bình trừ cho 32z cộng cho 34 bằng 0. Chúng ta giải ra được z có hai nghiệm, một nghiệm thật, một nghiệm dương, một nghiệm âm. Chúng ta sẽ giải được z của chúng ta là bằng 0,67777. 0,677. Như vậy suy ra x của chúng ta có phải là bằng là 1,7677 không? Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thay ngược lên trên cái phương trình trên này nè. Để chúng ta giải ra được tìm y thì cô cũng đã giải cho các em rồi, nó bằng y sẽ là bằng 0,899. Rồi, bây giờ chúng ta đã có hết tất cả các loại lượng rồi các em, bởi vì y trong trường hợp 1 ta biết rồi. Bằng ZL trừ cho ZC1 chia cho R. Vậy ZL trong trường hợp này các bạn sẽ là Z, chính là 0,7677 trừ cho là 1,7677 chia cho 1. Vậy các em sẽ tìm phi thì bằng là phi U trừ cho phi Y. Vậy suy ra được là gì? Phi cũng như vậy là phi u, mà bây giờ chúng ta đi tìm phi u mà, thì bằng là phi cộng cho phi y. Mà phi chúng ta giải được là trừ bi trên 4 cộng cho bi trên 2, và nó sẽ bằng là bi trên 4, và nó sẽ bằng sắp xỉ với lại 0,78 rad. Như vậy các em sẽ có được là tương đương với gần bằng là 0,9 rad, gần với giá trị nhất đó là 0,9. Và các em chọn cho cô đáp án đó là câu D. Ok. Như vậy các em thấy cái phương pháp số phức còn một trường hợp là ZC2 nữa. Như vậy thì các bạn tự làm ha.
Và phương pháp số phức theo cô tìm hiểu thì cô giải và cô nhìn thấy rằng là gì? Cái số phức này là nó dễ nhất các bạn. Mình chỉ cần ngồi đó biến đổi một chút. Như vậy thì có nhiều thời gian thì các bạn cũng có thể là giải được câu này và bạn cũng có thể chinh phục được điểm 10. Và thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái đề mà chúng cô sẽ giải một cách là chi tiết tất cả các câu cho các bạn trong cái đề mà tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2020 và lần thứ hai. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của cô thì các bạn đăng ký để tiện là theo dõi các cái video của cô ha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem.